Những hình ảnh được phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam ghi nhận tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Những chiếc máy cuốc, những chiếc xe ben tấp nập khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản một cách công khai. Chỉ đến khi lực lượng công an xã xuất hiện, những đối tượng này mới chịu dừng lại. Theo công an huyện Phú Quốc, nguyên nhân dẫn đến tình trạng khai thác khoáng sản ngày càng diễn biến phức tạp là do trên địa bàn huyện đảo này hiện nay rất khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng. Là do cái nhu cầu, cái nguồn cát và đất đỏ phục vụ cho công việc xây dựng trên đảo hiện nay rất là lớn. Mà cái nguồn đất đỏ hiện nay là trên địa bàn huyện rất là khan hiếm, không có mỏ để cung cấp cho cái việc xây dựng trên huyện đảo. Từ đó các đối tượng này trộm và khai thác rồi đem đi bán cho các cái công trình xây dựng trên huyện đảo. Cũng chính vì lý do này nên các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép luôn tìm mọi cách để đối phó với lực lượng chức năng. Các đối tượng thường để sẵn xe cuốc, dụng cụ khai thác, đợi khi vắng bóng lực lượng chức năng thì bọn chúng đưa người và xe tải vào khai thác, sau đó chở đi nơi khác tập kết và tiêu thụ. Đứng trước thực trạng trên, công an huyện Phú Quốc cho biết sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo mọi lực lượng, kịp thời xử lý nghiêm những đối tượng khai thác khoáng sản trái phép này. Để giải quyết tình hình này trong thời gian tới, công an huyện tiếp tục phối hợp với lực lượng là cảnh sát môi trường, công an tỉnh, phối hợp với các ngành chức năng tập trung nắm tình hình, rà soát khảo sát địa bàn phức tạp liên quan đến khai thác vận chuyển khoáng sản để bố trí lực lượng kịp thời phát hiện xử lý ngay. Các cái trường hợp tái phạm đủ điều kiện thì sẽ là phối hợp với cái liên ngành tư pháp và khởi tố điều tra. Dù vậy, công an huyện Phú Quốc thừa nhận đến nay tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn chưa có dấu hiệu suy giảm. Một phần là do nguồn thu từ việc buôn bán khoáng sản là rất lớn và hơn nữa là ý thức pháp luật của một số người dân chưa cao, qua đó vô tình tiếp tay cho các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép. Cũng tập trung là phối hợp với công an cơ sở là tuyên truyền cho cái bà con nhân dân biết là việc là bán khoáng sản của mình, của hộ gia đình chưa được phép của nhà nước thì cũng là vi phạm. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng huyện Phú Quốc phát hiện, bắt giữ và xử lý 77 vụ với 83 đối tượng, tạm giữ 78 ô tô tải, 2 xe cuốc và nhiều dụng cụ liên quan đến việc khai thác khoáng sản trái phép. Qua đó, thu nộp ngân sách gần 300 triệu đồng. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, thì số vụ vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép đã tăng lên gấp nhiều lần.